Để và hôm nay mình sẽ ôn tập về cái phần khối đa diện. tập về khối đa diện. Rồi các bạn xem cái vỏ nào trước mình học về lý thuyết đấy, về phần khối đa diện này bạn bỏ ra thì ở trong phần khối đa diện này sẽ có một số câu liên quan lý thuyết Nha. ngoài những dạng bài tập tính toán như là tính thể tích, rồi tính tỷ số thể tích vân vân thì sẽ có những bài là chúng ta sẽ phải sao chúng ta sẽ phải uh, trả lời những cái câu hỏi về lý thuyết ví dụ nhận diện về các khối đa diện này thế nào là khối đa diện, thì khối đa diện lồi, khối đa diện đều, đa diện đều thì nó có mấy loại đấy thấy chưa lại mấy mấy cái hình này là loại bao nhiêu vân vân giờ yeah, thì các bạn lấy phần lý thuyết đây lấy ra nha yeah. Để phần lý thuyết đây ra là thầy cho bài các bạn bắt đầu uh, dựa vào đấy bạn xem bạn giải quyết cho thầy sau đó thầy cho mình sẽ chốt cái đáp án của những cái câu hỏi trắc nghiệm này nha à, các bạn xử lý thầy từ câu uh, 1 cho đến câu 5 từ câu 1 đến câu 5 nha yeah. Các em có thể vẽ hình và nháp thẳng vào vở của mình Sau đó chụp cả lên Nhớ ghi thầy xem là câu một chọn gì, có hai chọn gì nhá. Những cái nào quá dễ, quá hiển nhiên thì các bạn chỉ cần ghi đáp án thôi để Có những câu nào cần phải nháp, cần phải vẽ hình để suy nghĩ thì cứ vẽ hẳn ở trong vở luôn. mình ấy Bạn nào xong thì chụp lên để thầy uh, dễ soát cái kết quả cho bạn Chúng ta chốt kết quả từ câu 1 đến câu 5 nhá Hình nào dưới đây là không phải hình đại diện Lưu ý này khi làm bài mà trắc nghiệm thì bạn nên khoanh tròn những cái này không phải hay đúng hay là sai và để nhắc mình nha không phải đa diện thì trong các hình này mình thấy có cái hình vi phạm là hình số 3 này bây giờ nó có các cái đây này các cái đỉnh này cái đỉnh chung được chưa các đỉnh này và đỉnh chung rồi ý. ý nhất là ba mặt hoặc là ba cạnh đấy như em nhìn cái đỉnh như thầy khoanh ấy nó chẳng nó chẳng là đỉnh chung của cái mặt nào cả nó chỉ nằm trong mỗi một một mặt thôi đấy thì hình ba hình vi phạm chọn đúng là C. Còn các cạnh là cạnh chung phải có hai mặt nhé. Cạnh là cạnh chung của hai mặt. Thì thỏa mãn là đa, đa, diện. Câu số 2 này. Cho hình đa diện cho các định sau khẳng định nào sai. Đấy, câu này để hỏi câu sai. Đấy, các bạn có thể lấy bút và khoanh chữ sai vào. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất 3 cạnh. Đấy, mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt. Thì là câu A có B đúng. Đúng là đúng thì không thể chọn được. Đấy, gạch đi mỗi mặt có ít nhất ba cạnh và mỗi mặt là cạnh chung mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt thì câu sai là câu d các bạn ạ mỗi cạnh là cạnh chung chỉ có hai mặt thôi được chưa đấy, còn cái chuyện mỗi mặt ít nhất ba cạnh là đúng rồi vì một mặt nếu mà không được ba cạnh trở lên thì làm sao tạo thành tam giác tứ giác thành đa giác được đúng không hai là d câu 3 này cho hình chóp có đáy là hình vuông đây thì vẽ nhanh cái hình cho các bạn xem này đấy đáy là hình vuông đây là hình vuông à chết rồi biết nhầm rồi S nào vùng với đáy mà để sửa lại đây S nào vuông với đáy đây, A, B, C, D. Đấy. thì cho người bảo là phép đối xứng qua các mặt phẳng SAC tức là người chọn cái mặt SAC là mặt phẳng đối xứng đối xứng qua cái mặt mặt này và đối xứng của cái khối chóp là SABC. Thì em nhìn nhá, bản thân là S này, A và C nằm trên cái mặt phẳng đối xứng rồi, nên khi qua đối xứng qua đây nó vẫn là chính nó. Còn thằng B ấy, đối xứng sang ấy sẽ thành D. Được chưa? Vậy cái mặt phẳng đối xứng của ta sẽ là gì? SACD. À, đối đúng của mình sẽ là đáp C. Câu 4. Số mặt phẳng đối xứng của hình hộp chữ nhật mà không có mặt nào là hình vuông. Đó là nó một hình hộp chữ nhật. Này, các mặt đều là hình chữ nhật thôi, chứ nó không chuyển thành hình vuông các bạn nhá. Đấy, thì thằng này nó có mấy mặt phẳng đối xứng đây Đấy, Thì vẽ cái hình lại này Chúng ta cùng xem Khi các mặt nó không có mặt nào là hình vuông ấy Thì chúng ta sẽ có một các mặt phẳng đối xứng sau đây bạn sẽ nối các cái trung điểm Các cạnh đối diện này này Đấy, mặt đối nhất này này Đấy, Đây là ví dụ cắt theo chiều dài nhá Xong là cắt theo chiều rộng à, Đây này Cắt theo chiều rộng Hai mặt chưa Và một cái nữa cắt theo chiều cao Đấy, Cắt ngang này này Đấy, cái nữa cắt theo chiều chiều của cao đấy thì là chúng ta sẽ có ba mặt thôi ba mặt khoảng đối xứng câu 4 nó bán là a và câu 5 là số khoảng đối xứng của hình chóp tứ giác đều đây chóp tứ giác đều của chúng ta đây đấy là hình vuông nhá S này. A B C D. Thế thì thằng này có những mặt phẳng đối xứng nào? Thứ nhất là bạn sẽ thấy là nó có các cái mặt phẳng này. Nó đi qua đỉnh S, chắc chắn đi qua S rồi. Và thứ hai nó sẽ đi qua trung điểm hai cạnh đối diện. Đấy. Ví dụ SMN. À, SMN hay là cặp bên này. À hai cặp bên này này. Ví dụ PQ chẳng hạn. SPQ. Q. À, hai gặp mặt phẳng là SMN này. SPQ này và thứ ba với thứ tư và gồm hai cái mặt nữa là đi qua S đấy, có đi qua S là hai đường chéo ví dụ là SAC và SBD đấy, thì đây là bốn cái mặt phẳng đối xứng của nó nha do đáy là hình vuông nên nó mới có thêm hai mặt đường chéo vậy nhá vậy chúng ta sẽ có là bốn câu 5 đáp án này là bờ đấy, mình xong được 5 câu đầu tiên Các bạn nào có vấn đề chúng ta sửa lại đi. À, chúng ta sang các câu tiếp này. Các bạn xử lý cho thầy từ câu 6 đến câu 9. Nha, từ 6 đến 9. Để bài như sau. 6 đến 9 nhá Đấy các bạn làm luôn đó thầy này. Xem đáp án ở đây nhá câu 6. cho các cái hình khối sau mỗi hình trên là gồm một số hạn đa giác phẳng các thứ đấy hỏi số đa diện lồi là đấy, đa diện lồi thì uh, cái cách để nhận biết là lồi hay không lồi ấy thì có hai cách trước có thể hướng dẫn các bạn một là các bạn dùng đoạn thẳng bạn nối các cái điểm bất kỳ trong hình nếu nó vẫn nằm trong hình cái trong cái, cái, cái hình khối đấy thì nó là đa diện lồi còn nó chỉ cần tồn tại một cái đường nào đó một cái đoạn nào đó nằm ngoài hình Đấy, hình nói sẽ vi phạm được chưa ở đây mình sẽ thấy là hai cái hình thỏa mãn ấy, hai cái hình là đa diện lồi ấy. đó là hình một và hình bốn các bạn nối kiểu gì nữa thì tất cả các các đường đều nằm trong hình có cái hình hai và hình ba là hình vi phạm này hình hai cũng có thể nối như này này nối như này thấy nằm ngoài hình chưa hay là nối như này này nối hai cái đỉnh này này nằm ngoài hình đấy vân vân là nối ví dụ hình ba thì nối hình cái này Đấy, chúng ta thấy là những cái đoạn này màu đỏ thì vẽ nó nằm ngoài hình luôn thì hai thằng vi phạm là hình ba hình bồ anh thứ hai và hình ba như vậy số đa diện lồi ở đây nó là hai sáu là bờ nhớ lại thấy cách xác định đa diện lồi nhá một là dùng đoạn nối hai đỉnh bất kỳ giờ nếu nằm hoàn toàn trong hình tất cả các đường ấy các đoạn ấy nằm trong hình thì là đa diện lồi còn chỉ cần tồn tại một đoạn nằm ngoài hình là thành đa diện không lồi cái thứ hai các bạn dùng mặt mặt phẳng một phẳng ví dụ ví dụ chọn các mặt này nhá đấy, chẳng hạn nếu tôi chọn từng mặt một nhá nếu tôi chọn các mặt đấy, cái mặt này nó sẽ chia cái không gian ra là làm hai miền thì nếu cái hình của em nằm hoàn toàn trong một miền đấy, ví dụ ở đây sẽ có một cái mặt phẳng tưởng tượng ở đây này hình của mình nằm hoàn toàn trong cái miền bên này đấy, nếu mà như cái bài này nhá chọn mặt khác đây ví dụ cái hình này đi hình số 3 này thì tôi sẽ chọn cái mặt ở vị trí này đã thấy là nếu chọn mặt này thì cái mặt này đang chia cái hình ra mình làm hai miền một miền là bên trái một miền là bên tay phải Đấy thì là chính thế là vi phạm được chưa câu số 7 khối 20 mặt đều thì đó là loại 3 năm cái này phải học thuộc thôi nhá câu số 8 khẳng định nào là sai Đấy, khẳng định nào là sai Đấy, số cạnh của một khối đa diện đều luôn là số chẵn trong Câu có b là tồn tại một khối đa diện đều có số cạnh là số lẻ ờ thế bây giờ mình xem nhé. trong các hình mình học ấy thì đa diện đều thì ra bạn có thể lấy các hình như này em có thể lấy tứ uh, diện đều đấy, bởi vì tất cả hình nó đều đúng mà nên là chúng ta thử lấy một cái, như abcd thì số cạnh thằng này nó là 6 thì nó phải là số chẵn đấy tồn tại thằng là số lẻ thì không phải rồi. bạn ở đây chọn câu sai sẽ phải là chọn bờ nhá, tá là bờ đây này đa diện đều mà đấy, đa diện đều hoặc là bạn vẽ hình khác là phương đây bạn lẽ lập phương dạng được đấy, lập phương thì nó có gì nó có 12 cạnh thì cũng vẫn là số chẵn thôi được chưa Có số 9 nếu không sử dụng thêm các điểm nào khác ngoài các đỉnh của hình lập phương có thể là chia hình lập phương thành à, ờ, thì là bài này thì sẽ vẽ cho bạn cái hình lập phương ra để hướng dẫn các bạn này cách chia ở đây cho nó như nào vẽ hình như này Đấy, các bạn vẽ lên Đấy Ví dụ thầy có một cái uh, Lập phương như thế này thì Bây giờ chia hình Chia ra làm sao giờ thì sẽ dùng các cái nét uh, Sau đây nhé Các bạn vẽ theo hình thầy này, này. Thầy chia đây Chia đây Đấy, đánh đỉnh nhá hiệu để a b c d này a phải b phải c phải và d phải đấy thì rất nối thầy ba cái đường chéo của ba cái mặt này trước sau đó nối tiếp có thầy hai cái đường chéo nữa đấy, một cái đường chéo là a phải d a d. Yeah. D, B. D, phải d D db và dc phải ba cái đường sau thì nó là nét liền vì nó làm cho những cái mặt nhìn thấy mà thế thì bây giờ thầy à, thầy vẽ bằng này nhé sau đó bạn xem này thầy đang vừa chia hình ra thì là các bạn nhìn với góc của chỗ đỉnh a này cho thầy này nó sẽ có một hình là đỉnh là a đáy là A phẩy BD nhá đỉnh là A đáy là A phẩy BD đấy này được chưa thì hình này rất đặc điểm là vì đây là hình lập phương nên các cạnh này nhau hết AB bằng AD bằng A phẩy vậy hình này nó là một hình chóp đều nhá cụ thể là chóp toàn giác, giác đều đấy thì gọi A này là đỉnh nhá A là đỉnh thì cái hình phía này là hình chóp toàn giác đều đấy là phía phía đỉnh A tương tự vậy các bạn nhìn quan sát các đỉnh, đỉnh khác ví dụ đỉnh A đây cũng có nhá thì bên phía, phía đỉnh C này cũng có một hình này phía đối diện này, này. đỉnh là C nhá đấy, đáy của nó sẽ là gì đây B này D này C phải sau đấy lại gì đỉnh ở phía dưới này đỉnh ở D phải này cũng có một cái này hình giống cái hình hai hình kia nhưng là vị trí khác thôi đấy, ở D phải cũng có một cái là gì ở B phải cũng có một cái nữa vậy chúng ta tổng nó có 4. Chứ là có bốn chúng ta có bốn cái chót cho ra đều Đấy, và còn một hình nữa là hình là bên trong này này hình nằm bên trong này Đấy, chúng ta có một cái hình là bên trong này nó gồm các cái đỉnh là gì BD này rồi A phải C phải bốn đỉnh Đấy, bốn đỉnh như vậy tạo thành một cái tứ diện các bạn à và để ý cho thấy các cái cạnh nhá đó là A phải B này rồi là BD này D phải C phải này A phải C phải này thì tất cả các cái đường này đều nó là đường chéo của các cái mặt bởi là phương mà hình lập phương các mặt đều là hình vuông không mà bằng nhau hết Để đến các đường chéo này bằng nhau hết các bạn này BD này BA phẩy này DA phẩy này DC phẩy này A phẩy C phẩy vân vân đều bằng nhau hết vậy thì có phải là cái cái hình tứ diện là gì gồm bốn đỉnh là BD A phẩy C phẩy nó là một hình tứ diện đều tứ diện đều là khi tất cả cạnh bằng nhau hết mà Đấy, như vậy chúng ta sẽ có một cái tứ diện đều ở bên trong lõi Yeah, một đều các cạnh nó đều là đường chéo của các mặt mà vậy câu này đáp án đúng của mình phải là đáp án C các bạn ạ một thứ diện đều bốn chót tạo ra đều Đấy, câu 9 phải chọn là C nhá yeah, để hình dung có thể cách cách suy nghĩ tức là chúng ta chỉ quan sát một một góc thôi ví dụ vì hình này có tính cân xứng mà nhìn từ góc A này góc nào dễ quan sát nhất nhìn góc A này đỉnh sẽ là A này Đấy, đáy của em sẽ là cái cái gì BA BA phẩy D này này đấy đỉnh thì là A sau đấy là phía đỉnh C đỉnh D phải đỉnh B phải sẽ có hạ ba cái hình nữa như vậy tổng sẽ có bốn chóp tham gia đẹp xong trong lõi thì bạn này nhìn là gì là một tứ diện mà các cạnh này bằng nhau nên là nó là gì? một tứ diện đều đấy là xong đến câu 9 tiếp theo nha Tiếp theo bây giờ từ xem thầy từ câu số 10 từ câu 10 này từ câu 10 Các bạn cứ lưu ý là câu nào dễ chúng ta làm trước nhá dễ làm trước khó làm sau câu nào khó quá thì chúng ta uh, cứ vẽ hình để đấy Lát thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn. Bắt đầu đi. Bây giờ đây chữa câu dễ trước này. Chữa từ 11 xuống 14 trước đã. Một để khối chóp có một nửa diện tích đáy là S. Đọc thật kỹ này. Có một nửa diện tích đáy là S. Thế thực ra diện tích đáy của nó là 2S. Nha. Một nửa là S thì diện tích đáy phải là 2S chứ. Đấy, chiều cao. Đấy, thì nó là 2H đúng không? Đấy, thì thể tích là bao nhiêu? 1 phần 3 nhân 2S nhân 2H bằng là 4SH chia 3. Đúng không? 1 phần 3S nhân H đấy. 11A. 12 này thể tích của khối lăng trụ biết diện tích đáy bằng này chiều cao này nhân nó vào là sao? Không có 1 phần 3 các bạn nhé. 12 phải là D. 13 này hộp chữ nhật. À, A, B, A, D, A phải, thì, là, đấy chính là dài rộng cao. Thì thể tích hình hộp lấy dài nhân rộng nhân cao vào 2 nhân 3 nhân 7. Chúng ta ra là 42 nhá. Câu 14. Hình chóp này có M là trung điểm cạnh SC. Đấy chúng ta thể vẽ nhanh ra. M trung điểm SC. Khi đó thì thể tích của S ABM Đấy, ABM chia thể tích của C ABM thể tích hai hình này như thế nào thì mình để ý là bọn nó đáy nó cùng là tam giác ABM chưa? đáy thì nhau diện tích đáy thì bảo bằng nhau hết cùng bằng diện tích tam giác ABM chiều cao nhá chiều cao có hai thằng này thì mình thấy là khoảng cách từ điểm S xuống đến mặt phẳng ABM cũng bằng khoảng cách từ điểm C xuống ABM Tại vì sao? Tại vì ở đây mình thấy là M là trung điểm mà. Đấy do M là trung điểm. Điện tích đáy bằng nhau, chiều cao như nhau như vậy thì thể tỉ số thể tích này phải bằng 1. Nha. Bằng 1, 14 là bờ. Như vậy là 11A, 12D và 13 14 là nó là bờ hết. Bây giờ mình quay lại mình nói câu số 10. Nha. câu số 10 bây giờ thầy bắt đầu thầy vẽ hình này. hình chóp tứ giác đều S A B C D lấy thầy tâm của đáy đã cách lấy dây để hai đường chéo sóng lên lấy thầy đỉnh đỉnh S nhá đó thầy nối xuống dưới đáy này Đề bài nó cho là M đối xứng với C qua D Đấy, M đối xứng với C qua D Tức là lấy M lên bên trên này bạn này Như vậy là D sẽ thành trung điểm Đấy, Đối xứng tức là D đối này thành trung điểm của CM N là trung điểm SC N là trung điểm SC mặt phẳng B, M, N thì chia khối chóp thành hai khối đa diện. À, đây là BMN nhá. BN này. MN này. Đây BMN. Thì còn cái đường BM nữa. Đấy cái mặt phẳng màu đỏ này chia khối chóp thành hai cái miền. Thì ra đây thì gọi thêm giao điểm ở dưới dưới đây. Thì gọi đây là P. Gọi giao điểm với chỗ AD này là Q được chưa? Thế thì bây giờ trong hình nó sẽ chia thêm thân biển này này ra. Đấy. Vậy nó sẽ chia thành hai miền diện, hai miền thể tích. thì bạn nhìn cái thầy cái cái, cái, cái uh, thiết diện khi nó cắt nhé. Ra nhìn thầy quan sát thầy thiết diện khi nó cắt cái hình chóp này sẽ tạo thành thiết diện như này. Đấy. Thiết diện sẽ là cái uh, tứ giác BNPQ, BNPQ. được chưa? mà nó bảo là tính thể tích của cái miền chứa đỉnh C, nha yeah, chứa đỉnh C, mà chứa đỉnh C đã thêm hai đỉnh nữa, nó <laughs> thêm hai đỉnh nữa đây là đỉnh C với đỉnh đỉnh D các bạn. Đấy, cái miền mà người ta làm tính nó gồm các cái đỉnh nhá, yeah. BN này, PQ và CD, nha yeah, nó gồm bằng đấy đỉnh. Tuy nhiên cái hình này thì là đa diện rồi, nhưng mà để tính thì để nguyên như này không tính được, bắt buộc phải thì cách mình chia nó, nó ra, nha yeah, bắt buộc phải chia ra. thì đây thầy sẽ đi thì bạn nối với thầy n với q vào n với q n với d này bây giờ thầy sẽ làm như sau bây giờ thầy sẽ chia nó thành một hình là thứ nhất là đỉnh là n đỉnh là n đấy là b c d q tức là một hình chóp tứ giác đỉnh là n đáy là tứ giác là b c d q và chúng ta nhìn nhanh sẽ thấy là b c song song với d q tức là cái đáy này là hình thang chứ không phải là hình tứ giác nữa được chưa một hình chóp tứ giác là đỉnh là N đáy là BCDQ và ở bên kia một hình nữa nha một hình nữa bên phía bên này là đỉnh là N đáy là PQD đỉnh là N đáy là PQD được chưa đấy đáy bên này là P này PQD đấy Các thầy sẽ chia hình vậy thầy sẽ chia là thể tích của cái hình gồm có BN này PQ này và CD ấy, thì chia ra hai miền một là thể tích của đỉnh là n đấy là BCDQ và cộng với thể tích hình là đỉnh là n đấy là PQD đấy, thì cái hình bên này thì gọi nó là V1 thể tích là V1 thằng này thì, thì gọi thể tích V2 thầy sẽ đi lần lượt chúng ta đi tính hai cái thể tích V1 V2 và thay vào là ra giờ ý thứ nhất là tính V1 này tính V1 về v một chúng ta quan sát này đáy thì là bcdq nhá bcdq là quan sát ra thầy này ở đây ờ, bạn thấy là cái do cái m nó đối xứng với c qua d nên là d đang là trung điểm của cm mà mình nhìn nhá cái đường qd ấy, qd đang song song bc mà d là trung điểm vậy thì mình sẽ thấy là q q là trung điểm của bm và q nó cũng sẽ là trung điểm của ad luôn nhá q và trung điểm của bm hoặc là trung điểm của ad đó Ý thứ nhất mình sẽ thấy thế này là Q nó là trung điểm của AD nhá, với lại B, BM, đấy, thứ nhất ta thấy ngay điều điều đấy. Sau đó mình sẽ thấy là cái QD ấy đó là trung điểm nên QD sẽ bằng là cạnh chia đôi. Đấy có thể dùng là AD chia 2. Đấy là A trên 2 nhé bây giờ thấy đi thì tính diện tích của cái hình thang là BCDQ. Đấy, thì chúng ta thấy là nó có đáy lớn cộng đáy bé nhân chiều cao chia hai thì hình thang này nó không chỉ là hình thang bình thường mà do đáy là hình vuông nên là đây là hình thang vuông có nghĩa là thằng CD là chiều cao của hình thang đấy bạn này CD là chiều cao nhá sẽ bằng này như vậy là QD cộng với BC lớn cộng đáy bé này nhân chiều cao trên hai đây là A trên hai này cộng với A nhân với A tất cả trên hai 3 trên 2 nhân A là 3 bình chia 2 ra trên 4. Để tích xong. Để thì gọi cái dao này là điểm H nhá. Đấy, thì gọi dao này là H. Đấy, và đề bài này cho mình có thông tin là gì có góc giữa cạnh bên và đáy là góc 60 độ. Thì nó chính là góc SBH này này. Để góc này là 60 độ. Được chưa? Bây giờ tính cái chiều cao nữa là, xong. Nếu thì tính nó cái chiều cao nữa là mình sẽ sẽ, sẽ ra thì giờ mình sẽ thấy đây nhá cái chiều cao h1 là của hình thể tích v1 nhá sẽ có bạn nó chính là khoảng cách từ điểm s đến mặt đáy không mà từ s đến đáy nó chỉ... do hình này là hình chóp đều nó sẽ bằng đoạn sh đấy. sh thì mình nhìn trong hình nhá nếu thầy quan sát trong cái tam giác là sbh thì sh đang đối diện có 60 độ như vậy nó sẽ bằng căn 3 lần của thằng bh đúng không đấy à sorry nhầm nhầm thầy ghi nhầm chỗ này rồi khoảng cách từ h1 nó là khoảng cách từ n chứ nó là từ n cho đến đến đáy từ n đến đáy Bạn nhìn này từ n đến đáy với lại từ s đến đáy thì do n là trung điểm của sc nhé vậy là khoảng cách từ n xuống đáy sẽ bằng nửa khoảng cách từ s xuống đáy bằng 1 phần hai khoảng cách từ điểm s xuống mặt đáy mà khoảng s xuống s xuống đáy chính là sh 1 phần hai của sh được chưa SH thì như thầy bảo là các bạn nhé SH là SH đối diện góc 60 sẽ bằng căn 3 lần của thằng BH Đấy. BH thì lại bằng nửa BD Đấy, 1 phần 2 BD mà BD là đường chéo của hình vuông thì vẫn có phải bằng A căn 2 như vậy thành là ra A căn 6 chia 4 đây là chiều cao này đây diện tích đáy này thì đây thầy suy ra V1 luôn 1 3 này nhân 3 A bình trên 4 nhân với A căn 6 trên 4 chúng ta thấy là 3 với 3 này hết chúng ta chỉ còn là A mũ 3 căn 6 trên 16 thì đây là diện tích V1 này sau một thằng nhá Đấy, tính V1 là coi như xong Đấy, sau đó mình sang mình nghiên cứu mình tính cái V2 Đấy, tính V2. Tính V2 thì đây nó là thể tích của thằng đỉnh là N. Đấy là PQD. Đấy đấy là PQD. Bây giờ thì sẽ nối thêm vài cái đường nữa. Ở đây thì trước hết là thầy sẽ nối cái thằng là thằng uh, SQ. Thằng màu cam thì đang nối này, SQ. Thì uh, bạn nhớ là hình chóp đều nên là các mặt B tác giác tam giác cân mà Q là trung điểm nên thực ra là SQ đang vuông góc với đáy, à vuông góc với lại AB đấy. Nha, SQ vuông với AB, trung tuyến là đường cao mà. Sau đó các bạn kẻ thêm một cái đường cao nữa ở trong cái tam giác là PQD này này. Đấy. Kẻ thêm một đường cao ở đây. Đấy. ví dụ là PK chẳng hạn kẻ PK chúng ta sẽ kẻ PK nó vuông góc với lại cái QD PK vuông góc với QD thì lúc này mình sẽ thấy là uh, cái PK này, này và cái SK SQ là song song với nhau Đấy, PK với SQ song với nhau mình nếu chúng ta mà có cái tỷ số ví dụ của DP trên DS ấy, thì mình có thể dùng ta talet vào đây Tại vì PK song song với SQ mà nếu thầy có tỷ số của P của DP trên DS này này thì là xong Lúc ấy các bạn chỉ cần giúp thầy một việc là bạn nối S với M vào. Thì quan sát cho thầy trong cái tam giác này nhá. Nhìn cái tam giác là S C M nhá, xét cái tam giác S C M thì có D là trung điểm C M. Vậy thì cũng có có SD là một đường trung tuyến tam giác. Tiếp theo N nhá, N là trung điểm SC. Vậy thì MN cũng là một trung tuyến nữa. Hai cái đường là SD và CM các nhau tại tại P. Vậy thì thực chất là P này là trọng tâm của tam giác này. P là trọng tâm của tam giác. trọng tâm của cái tam giác SCM. Đấy, mà nếu là trọng tâm thì có phải nó tạo cái tỉ số 2 phần 3 không ạ? Tức là đoạn trên đỉnh là 2 phần, đoạn dưới đáy là 1, 1 phần đây này. Đấy, PS là 2 phần, PD là 1 phần và cả cái SD là 3 phần. Đấy, nếu mà mình muốn tính tỉ số của đấy, PK và trên SQ nhá, sẽ bằng là DP trên DS sẽ bằng 1 phần 3. Đấy, từ đó mình sẽ tính được ngay PK ra. Vì SQ tính được ngay mà, SQ tính được ngay bằng Pythagore. Đấy, SQ các bạn sẽ tính được Pythagore, tính chỗ này nhá. câu này tính nó sẽ hơi dài một chút, chịu khó ghi vào nhá. Đấy, tính chậm chậm thôi. Thứ nhất là trong cái tam giác SCM. Đấy, thì mình sẽ thấy là mình có hai thằng là SD và MN. Nó là hai đường trung tuyến. Trung tuyến không? Thằng mình có là SD nó cắt cái MN thì tại điểm P. Từ đây suy nó là trọng tâm. Trọng tâm của cái tam giác này. Mà đã trọng tâm rồi thì ra tỷ số nhá của DP trên DS bằng 1 phần 3. Đấy. Tiếp nữa là bạn phải kẻ thầy cái PK nó xong à, nó vuông góc. PK nó vuông góc với QD. Đấy mà cái SQ ấy. SQ thì vuông góc với QD rồi do là gì do cái tam giác là SAD nó là nó cân cân tại S Đấy, hai thằng cũng song song à, hai thằng góc nên là nó song song với nhau PK song với SQ từ đó thì suy theo ta hệ quả tay đó là PK trên SQ sẽ bằng là DP trên DS bằng 1 phần 3 Đấy, nên bây giờ nếu chúng ta tính được ra cái SQ là ta xong luôn thì SQ các bạn thì dùng cần, cần dùng Pythagore là bạn bạn ra Yeah, SQ này, SQ theo Peter Goy chúng ta sẽ thấy là bằng uh, SD bình, Đấy, SD bình, trừ đi uh, QD bình, bằng 2, Đấy, SD bình, SD bình thì nó sẽ bằng như SB bên này, ví dụ nhìn bên này nó khó nhìn thì nhìn, nhìn. SB bên này đi, SB bên này, ví dụ tính uh, nhanh một chút ra SB bên này trước nhé, Đấy, thì chúng ta sẽ có là cốt của góc uh, 60 độ sẽ bằng là BH chia SB Đấy, rút SB ra sẽ bằng BH chia cốt 60 Đấy, mà BH vừa nãy mình ta tính là bằng A căn 2 trên 2 chia cốt 60 là 1 phần 2 vậy cái này sẽ bằng A căn 2 Đấy, à, SB với A ra bằng này Đấy. Sb thì thay với Sd cũng ra bằng đấy. Thay vào Sd ra bằng đấy. Là A căn 2 tất cả bình. Trừ đi Qd. Đấy, trừ đi Qd. Qd thì là A trên 2. Thay số vào Như vậy là 2 mà trừ đi 1 phần 4. Đấy, 8 1 là 7. Phần 4 là A căn 7 trên 2. Là Sq. Đấy là Sq. Từ đó thầy suy ra cái PK 1 phần 3 của SQ Đây Thì là A căn 7 trên 6 Nha PK là A căn 7 trên 6 Tiếp theo là suy ra diện tích của cái tam giác đáy Cái này mình sẽ suy ra là diện tích Của cái tam giác là PQD Nha diện tích của PQD sẽ bằng là 1 phần 2 Của PK Nhân với QD Đấy PK là A căn 7 trên 6 Nhân với QD QD của ta là A trên 2 Đúng không? Như vậy là A bình Căn 7 phần 24 Được yeah. chưa Diện tích đáy là A bình căn 7 trên 24 Đấy, đây là diện tích đáy này đây là diện tích đáy của cái hình thứ hai này Cái V2 Bây giờ cái công việc của chúng ta là đi tính nốt được cái chiều cao đó là xong thì giờ thì sẽ copy cái hình ở trên này xuống nhá thì copy hình này xuống cho nó dễ tính toán cho chúng ta đây, đây thì để vị trí này nhá tính nốt đấy là xong bây giờ tính chiều cao thì bạn hình dung là chiều đáy là cái PQD rồi thì giờ chiều cao nó chính là từ N có cách từ n xuống cái mặt phẳng PQD. Tuy nhiên n lực lượng lơ, lơ trong không gian này rất là khó làm. Đấy, thì các em giúp thầy nối một đường thế này. em nối với thầy cái đường là đường NH. Nối với thầy cái đường NH mà. Thì em sẽ nhìn thấy ngay này này, cái thằng NH do n là trung điểm. N là trung điểm và H là trung trung điểm. Được Thế NH có song song với SA không? Được chưa? Đấy, NH sẽ song song với SA. Thế n là trung điểm SC, H là trung điểm AC mà nên là nh song song với sa Để có như sau nha mình có là cái đường nh nó song song với sa Đấy, sa thì nó lại nằm trong cái mặt phẳng là sad Đấy, mình suy ra được là nh song song với cả mặt sad thế giờ bạn nhìn rộng hơn một chút cho thầy này với đây chúng ta đang xét là cái uh, cái mặt pqd đúng không đang cần tìm cái khoảng cách đến pqd nhưng mà PQD ấy, nếu mà nhìn rộng ra nó chính bằng là SAD. Nhìn vào xem. PQD chính là mặt SAD. À, thế vậy từ đây thì suy ra này. Cái khoảng cách từ điểm N nhá, từ N đến mặt phẳng PQD. Thực ra nó chính là khoảng cách từ N đến SAD thôi. Đấy mà do NH lại song song với SAD nhá, thế vậy khoảng cách từ N nó cũng chính bằng khoảng cách từ H. để SAD. Đấy, à, chúng ta sẽ chuyển cái khoảng cách này cái chiều cao đấy là thành khoảng cách từ H đến SAD mà bạn nhìn trong hình này H này chính là chân đường cao H trong bài này là chân đường cao SAD nó nằm bên trong nó là mặt xiên nhá cái mẫu là gì từ chân đường cao đến mặt xiên chúng ta làm quá nhiều rồi đây này chân đường cao đến mặt mặt xiên thì bạn từ chân đường cao bạn kẻ vuông góc trước này bạn nối xuống này Xong bạn kẻ vuông lần thứ hai nhớ chưa đây này cái mẫu mình làm rất là nhiều rồi thì cái khoảng cách của chúng ta là đoạn AK này này nhá kẻ vuông lần thứ nhất nối xuống kẻ vuông lần thứ hai thế thì bây giờ từ H này kẻ vuông xuống AD thì vuông xuống AD nó lại chính là đường HQ các bạn Tại vì Q là trung điểm mà Đấy, thì kẻ vuông lần nhất là HQ rồi nối xuống thế là S, SQ bây giờ chỉ cần từ H kẻ một đường vuông với lại HQ là xong thì đây cái này nhìn rất là dối nhá nhưng mà vẫn có thể quan sát được Đấy, thì kẻ một đường nữa này vuông ở đây ví dụ là HI thì kẻ HI vuông góc với SQ. Nha, chúng ta sẽ kẻ HI vuông góc với SQ. Được chưa? Và cái khoảng cách lúc này nhá, sẽ thấy là khoảng cách từ H đến SAD ấy, chính là là HI. Chính là, là HI. Các bạn sẽ tính HI rất dễ thôi bằng hệ thức lượng nó ra vuông. Sẽ tam giác là SHQ. SHQ nó vuông tại H các bạn này. Thì có HI là đường cao với cạnh huyền. Được chưa? Thế vậy 1 trên HI bình bằng 1 trên SH bình cộng 1 trên HQ bình. Được chưa? Vậy mình sẽ thấy là 1 trên HI bình bằng 1 trên SH bình cộng 1 trên S cộng 1 trên HQ bình. Giờ mình thay số cái này. SH ở trên mình đã có chưa? SH uh, kiểu gì cũng đã tính ra đây này. Nhìn cái chỗ đoạn này này. SH đây này, này, SH là 1 căn 3 BH này. Nó chính là cụm đằng 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 sau này. này. Đấy, thì nếu như cái chỗ này mình sẽ thấy là SH sẽ bằng là A căn 6 chia 2. Đấy, A căn 6 trên 2. Thì thay vào đây nhá Như vậy là 1 trên A căn 6 trên 2 tất cả bình. HQ thì bằng A trên 2. Bấm vào thành cái chỗ này xem ra số bao nhiêu các bạn. Bạn nhờ các em nhỉ? Cho đây cái số đây. 14 3 ạ. 14/3 ok thế vậy là 14 trên 3 bình. Vậy nếu khai căn thì ra là HI, khai căn nghịch đảo nhá, rồi a căn 3 trên căn 14. Tôi để tạm này. Đấy thì HI chính là cái khoảng cách cần tìm. Nhá, HI chính là khoảng cách mà chúng ta đang đang tìm ấy, là cái chiều cao đấy. Chiều cao đây, đáy đây. có đủ nhá. Bây giờ mình áp vào thôi. Đây chia V2 1/3 này nhân a bình căn 7 trên 24 nhân với lại a căn 3 trên căn 14 thì mình sẽ thấy là căn 7 với căn 14 là có rút gọn được nó còn căn 2 ở đây thôi nếu thì nhân thêm căn 2 lên trên tử với mẫu ấy, để cho nó chụp căn thành là a mũ 3 căn 6 đây là 3 nhân 24 là 72 nhân đôi là 144 bấm lại thế nào xem đúng với hai đây như nào Đấy, bấm, bấm lại xem V2 chuẩn chưa? Đúng là căn 6 phần 114 chưa? này nói chung là tương đối phức tạp Đấy, bài này tính toán tương đối phức tạp không nó không đơn giản Đấy, sau khi tính xong hai con v thì mình sẽ thấy là v bằng v 1 v 2 và thôi v 1 ở trên đang có này a u ba căn 6 trên 16 cộng a 3 ba căn 6 trên 144 cộng giúp thầy ở đây xem ra bao nhiêu nào Bao nhiêu các em? Bấm đi. 25 căn 6 chia 1.44. 25 á? Ờ, sẽ 25 được. Nó ra bao nhiêu thôi? hình như 25 là không không đúng hay sao không 17 sẽ không bỏ 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 qua căn 6 thế nào bấm 1 phần 16 cộng 1 phần 144 thôi nào <laughs> 1 phần 16 cộng 1 phần 144 thôi ra phân số gì 5 phần 72 Ờ à, đấy thì mình chỉ viết thêm căn 6 thôi, thôi Vậy là ra A mũ 3 5 a mũ 3 căn 6 phần 72 đây này kết quả này, quả đấy nha căn 6 trên 5 căn 6 trên, trên 72 đấy, và đáp án đúng của mình chọn đấy phương án C Trong câu này tính toán nó khá là dài nhá vận dụng rất là nhiều thứ ở đây Tại vì ví dụ người ta cho những hình thông thường ấy thì nó không có gì khó khăn cả Đấy ở đây có một cách tính nữa nhá đây là một cách tính thôi mình có cách tính nữa là bạn có thể trừ hình để hướng dẫn qua này các bạn sẽ tính cho thầy cái, cái hình như sau nhá n này đáy sẽ là bcm lấy hình to này xong bạn trừ đi cái phần bên ngoài đấy trừ cái phần đi chỏm chỏm đây này tức là trừ đi là m đây, m pqd đấy trừ đi hình đấy nhưng mà tính thế nào thì lúc ấy mình phải ngồi tính toán xem là chọn đáy là gì chiều cao là gì để tính Điều chưa? Hoặc à, không em phải suy ra tỉ số ở đây này. Em lập tỷ số để em tính. Đấy, thì cũng là một một, một cách. Ừ, cách kia thì nhanh nhanh hơn đấy. Ở đây có thể dùng định lý Simpson. Tức là bạn sẽ tính cho thầy cái hình to. Đỉnh là N nhá Đấy là BCM. Tính được, được ngay. Đấy, đấy, BCM. Sau đó bạn dùng tỉ số là gì? À, mình sẽ tính cái phần hình chọn bên ngoài này. Đỉnh là M. Đấy là PQD. Thì có MD trên MC. Đấy MP trên MN. Với lại MQ trên MB là chúng ta tính được và thay vào ờ, như vậy ra nhanh hơn cách này cái này hơi bị dài rồi đấy thì ghi cho thầy hướng số 2 nhé cách hai này hướng thôi các bạn về thử tính lại xem có đúng là thầy đoán là nhanh hơn rất là nhiều đấy thứ nhất là tính cho thầy thể tích của thằng đỉnh là n đấy là bcm trước sau đó tính cái tỷ số của thằng đỉnh là m nhá đấy là bcn chia cho à À, đỉnh là m đấy là pqd chứ pqd chia ra thể tích thằng đỉnh là m đấy là bcn thì hai hình này thực ra là một m bcn với n là thực ra là là một đấy mình tính cái tỉ số này ra sẽ ra bao nhiêu đấy sau đó mình sẽ trừ hình đi đó, bước thứ ba mình trừ bớt hình là mình xong đấy, bước thứ ba là bạn lấy v to v của m bcn trừ đi v của m pqd là bạn ra đáp số đây ok Đấy, các bạn nắm được cái câu này rồi giơ tay để xem nào hiếu phương anh xong rồi ra tay nhá. Ừ, làm phương án này thì nó hơi cồng cồng cành quá nhỉ. Giờ, giờ làm xong rồi thầy mới phát hiện ra cách kia đang nhìn dễ nhìn hơn rất là nhiều. Không sao. Đấy các bạn về nhà xử lý thầy theo hướng đấy nhá. Đấy thì cái này dùng sim sơn vào đây này. Cái này dùng đi lấy sim sơn. Cái em xong nhớ um, chụp cái vở ghi lên nhá, chụp vở ghi thầy sẽ gửi cái bài lên đây, thầy gửi nốt các cái câu còn lại trong cái đề này, các bạn uh, làm uh, bằng cách giải thích tự luận đó thầy nhá, không phải làm quá, không phải làm quá chi tiết nhưng mà giải thích ra để mọi người hiểu được cái ý làm của em được chưa? cái câu sau đa phần là cái câu tính toán thì mình cũng nên uh, phải tính hẳn nó ra thôi, chứ nó không có câu lý thuyết nữa mấy đâu. ok, lớp nghỉ nhá.